Chương 9. Thầy Martino và các bạn hữu. Ngoài tu viện thầy Martino đang ở còn có thêm một tu viện khác cũng tại Lima. Tu viện này cách tu viện thầy Martino khoảng một dặm và được xây để dâng kính thánh nữ Maria Maddalena. Mỗi tháng một lần, thầy Martino tới đó để thăm một người bạn thân. Đó là thầy John Macias, cũng là một thầy trợ sĩ như thầy Martino. Thầy John lớn hơn thầy Martino 6 tuổi. Thầy bỏ quê hương Tây Ban Nha để sang Nam Mỹ khi thầy mới là một thiếu niên. Giống như Martino, thầy cảm thấy Chúa muốn thầy sống đời tu trì, nên thầy xin gia nhập dòng Đa Minh và trở thành trợ sĩ tại tu viện Thánh Maria Maddalena. Bề trên rất cảm kích vì sự thánh thiện của thầy. Bề trên trao cho thầy công tác phân phát thức ăn cho những người hành khất ở cổng tu viện, cũng như đón tiếp những người đến bấm chuông trước cửa tu viện. Martino miên man nghĩ đến thầy John trên con đường tới tu viện Thánh Maria Maddalena vào một buổi chiều nắng đẹp. Đó là một ngày nghỉ trong tuần thánh. Nếu thầy muốn, thầy có thể đi dạo mát ngoài trời với một số thầy khác tại Lima Tambo. Nhưng thầy đã chọn ngày này để đi tới thăm thầy John Macias hay đi thăm một người bạn thánh thiện khác nữa. Đó là thầy John Gomez, đang sống cách đó vài dặm ở tu viện Thánh Francisco. Martino tự hỏi, không biết có gì xảy đến cho thầy John Macias kể từ ngày tôi xa thầy ấy không nhỉ? E rằng sức khỏe thầy ấy đã xuống dốc vì làm việc đền tội và cầu nguyện. Thế là Martino đi nhanh hơn, rẽ vào góc đường, rồi đi thẳng tới một cánh cửa gỗ nặng của một bức tường chạy dọc theo con đường. Ở đây có một dây chuông. Martino kéo chuông và lập tức cánh cửa sổ nhỏ ở cửa ra vào mở ra, và thầy John Macias ngó ra ngoài. Martino chào, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thầy John đáp, đời đời chẳng cùng. Amen. Rồi, với nụ cười, thầy nói, thầy Martino yêu dấu, rất hân hạnh được gặp lại thầy. Martino bước vào. Sau bức tường đá cao là vườn hoa của tu viện. Bức tường này che giấu nhiều thứ khác, trong đó có một đời sống bác ái như Chúa Kitô. Đó là lòng bác ái của thầy John Macias. Martino vội nói, tôi cũng rất sung sướng được ở với anh thêm một buổi chiều nữa. Anh biết đó, tôi rất lo lắng về sức khỏe của anh. Lại đây, tôi muốn xem tình trạng sức khỏe anh thế nào rồi. John mỉm cười và bước ra xa một chút. Đừng lo lắng về tôi, Martino. Tôi bình thường. Tạ ơn Chúa. Có một người khác không khỏe lắm. Thầy có thể đoán ra ai không? Martino đang cố đoán người đó là ai trong khi cả hai người cùng đi về phía sau vườn hoa. Thầy Martino hỏi, có phải thầy Louis không? Người đã cắt vào tay của mình. Đúng đấy. Cậu ấy đã không quên được những gì lần trước thầy đã làm cho cậu ấy. Bàn tay của cậu ấy đã bị nhiễm độc nặng vì những vết cắt. Chúng tôi đều nghĩ cậu ấy sẽ phải mất cánh tay vì nhiễm độc. Nhưng sau khi bạn chữa cho cậu, chỉ là đắp một chút bột thuốc thôi, thầy John. Bất cứ ai cũng có thể làm điều ấy mà. Thầy John mỉm cười. Thật là vô ích để tranh luận với thầy Martino. Thầy không bao giờ nhận bất cứ hành vi tốt đẹp nào cho thầy cả. Và chắc chắn sau này khi được chịu chức linh mục, thầy Louis sẽ hết lòng tạ ơn thầy da đen Martino. Vì thầy Martino mà thầy ấy vẫn còn đủ hai tay để dâng thánh lễ.
Thầy Martino và thầy John gặp nhau trong góc vườn tu viện khi nắng chiều dần tàn. Trước hết họ cầu nguyện, rồi họ trò chuyện về Chúa, về các nhu cầu cần thiết cho linh hồn, về sứ mệnh truyền giáo nơi những miền xa xôi, về người giàu, người nghèo ở thành phố Lima. Như Martino, thầy John Macias cũng nuôi người nghèo khó tại cổng tu viện. Thầy dường như dành hết mọi thời giờ để làm cho cuộc sống của những người bị bỏ rơi, cô đơn và sầu buồn được hạnh phúc. Như thầy Martino, thầy John đã làm tất cả vì lòng yêu mến Chúa. Lúc hai người ngồi yên lặng dưới gốc cây dừa tươi tốt, Martino nhìn bạn hỏi, có bao nhiêu người sống trong tu viện này? Bao nhiêu người ư? Trên 100 cha và thầy. Không có ai khác nữa chứ? Khoảng 12 người trong dòng và 3 người ngoài đời. Tôi đoán vậy. Họ là những đàn ông giúp vào việc trao đổi thực phẩm và chỗ ở. Trước khi trở thành một thầy trợ sĩ, tôi cũng là một trong số những người này. Tôi biết. Nhưng ngoài các cha, các thầy và các người giúp việc còn có ai nữa không? Thầy John lắc đầu, tất cả chỉ có thế. Ngoài ra còn có 6 trẻ trai mồ côi chúng tôi đón về từ ngoài phố năm ngoái. Chúng thực sự chẳng có nhà ở. Vì thế bề trên giữ chúng ở với chúng tôi. Martino gật đầu và chậm rãi nói, đó là điều tôi muốn được nghe. 6 đứa trẻ đều là nam cả. Tôi hiểu. Nhưng còn những đứa trẻ gái mồ côi thì sao? Trẻ gái mồ côi ư? Tại sao bạn lại hỏi về chúng? Martino đáp, tôi luôn thao thức về chúng. Thầy John này, trong thành phố Lima này, đã có vài nơi cho các trẻ em không nhà. Một số em trai em gái được săn sóc tại các tu viện của chúng ta, nhưng những nơi đó cũng không giải quyết được hết mọi vấn đề. Đối với con gái, vấn đề rắc rối hơn bởi vì chúng cần có của hồi môn trước khi chúng có thể ổn định đời sống. Ở đây, nhiều người giàu có nhiều nô lệ. Nhưng làm sao nô lệ có thể kiếm ra của hồi môn? Cái gì sẽ xảy đến cho các cô gái như thế? John Macias lắc đầu, tôi biết. Một số chết vì làm việc quá cực khổ. Tôi biết. Nhiều cô khác thì rơi vào đường tội lỗi. Rồi hai người chìm trong im lặng. Martino vẫn suy nghĩ về điều đó. Những cô gái có của hồi môn thì thật có phúc. Món tiền đó có thể giúp các cô lập được gia đình, hoặc giúp các cô đáp ứng nhu cầu học hành để trở thành tu sĩ. Nhưng đằng này, thật bất hạnh cho các cô gái nghèo. Mặc dù trong các cộng đoàn tu trì ở Lima đã cung cấp của hồi môn cho một số cô, nhưng trái tim Martino vẫn rướm máu vì thương cho các cô khác. Họ sẽ sống sao đây? Thầy Martino quay lại nói với thầy John Macias, có lẽ John Matteo có thể giúp. Ông ta rất độ lượng bất cứ khi nào tôi hỏi tới. John Macias gật đầu, John Matteo Pastor phải không? Đúng vậy. Ông ta chính là người chúng ta cần. Chiều nay trên đường trở về tu viện Thánh Đa Minh bạn nên đến gặp ông ấy. Cả hai chúng ta đều nghe biết nhiều về sự giàu có của ông và ông có thể giúp nhiều người trong lúc túng quẫn. Khi Martino chào tạm biệt thầy John, trời đã về chiều. Không có thời giờ ở lại lâu hơn nếu thầy muốn trình bày dự tính của mình với John Matteo và kịp bữa cơm chiều. Trên đường về, thầy Martino suy nghĩ miên man, tôi biết John Matteo sẽ giúp một số việc.
Ông và vợ ông, cả hai đều có tấm lòng nhân hậu. Tôi biết vợ ông khi bà còn là một cô gái. Tôi đã sống với mẹ của bà là Donna Francisca Miquel một khoảng thời gian sau khi tôi trở về từ Guayaguin. Từ đó đến nay có rất nhiều điều đã xảy ra. Thật vậy, khi Martino còn là cậu bé 10 tuổi, cậu rời nhà ông cậu ở Ecuador để trở về Lima học nghề buôn bán. Nhưng bây giờ thầy đã 33 tuổi. Nhiều người thân đã khuất bóng cha mẹ thầy. Rồi John Diego, Ventura de Luna, một số linh mục và các thầy, những người đã quá tốt và nhân từ với thầy khi thầy mới đến xin ở trong tu viện. Ngay cả người chồng trước của Jean cũng qua đời và nay cô cưới người chồng khác. Martino tự nhủ, những người đã chết thật sung sướng vì họ đã thực sự bắt đầu sống đời sống mới. Nhiều tư tưởng đến với thầy đến nỗi thầy không nghe thấy tiếng gọi của một cậu bé. Cho tới khi đôi bàn tay bé bỏng của cậu bé nắm chặt áo ròng của thầy, thầy mới biết mình đang đối diện với một cậu bé Ấn Độ. Thầy đã không biết rằng cậu bé đã chạy theo thầy từ xa. Cái gì đấy? Anthony, có chuyện gì? Con làm gì như đứt hơi vậy? Ôi thầy Martino, con tưởng thầy không nghe thấy tiếng con nữa chứ. Cậu bé thật gầy guộc, đôi mắt quầng thâm vì lo lắng. Thầy Martino, xin thầy giúp con. Cô ấy đang đến gặp thầy để nói về bệnh tình của mẹ con. Bác sĩ bảo rằng không có hy vọng mẹ con sẽ chết và sẽ bỏ con một mình. Thầy Martino ơi, thầy sẽ đến và cầu nguyện cho mẹ con chứ? Martino nhẹ nhàng choàng tay lên vai cậu bé. Dù cậu bé không nói rõ về cô khách lạ, nhưng thầy hiểu cậu nói về La Rosita, một người sau này được biết đó chính là Thánh Jose de Lima, người đã đến tu viện Thánh Đa Minh để xin thầy cầu nguyện cho một người tật nguyền. Như mọi người đã biết, La Rosita chính là vị thánh, và cô ấy thường đến tu viện Thánh Đa Minh để xin cầu nguyện cho người đau ốm. Cô đã đưa những phụ nữ và những cô gái không có nhà cửa đến ở nhà cha của cô. Anthony, thầy sẽ đến ngay lập tức. Thầy Martino nói với cậu bé cách phấn khởi. Nhưng đừng buồn như thế. Không có gì xảy đến cho mẹ con đâu. Dù bây giờ bà ấy đang hấp hối và rất đau đớn, nhưng hôm nay sẽ khá hơn. Cứ đợi mà xem. Cậu bé Ấn Độ nhìn thầy Martino trong bộ áo ròng trắng đen và nói trong nước mắt, tại sao thầy biết? Bác sĩ bảo rằng. Martino trả lời, dĩ nhiên thầy biết. Nhưng bác sĩ nói một điều. Chúa muốn điều khác. Anthony, đi nào. Chúng ta sẽ đến và nói với La Rosita về mẹ của con. Cả hai cùng dắt tay nhau đi xuống phố. Trước khi bóng họ mờ đi dưới ngọn tháp ở tu viện Thánh Đa Minh, Martino mỉm cười. Thầy nghĩ, trước giờ cơm tối thầy sẽ dành giờ này để chuyện vãn với John Mateo về nhu cầu xây cất một ngôi nhà cho các trẻ mồ côi ở Lima. Nhưng Chúa muốn cách khác. La Rosita đang chờ thầy và đây là đặc ân cho bất cứ ai. Khi họ tới tu viện, Martino dẫn cậu bé vào trong nhà thờ. Thầy đề nghị con quỳ ở đây đọc vài kinh kính mừng cầu cho mẹ con. Thầy sẽ trở lại ngay. Nói xong thầy Martino đi vào hành lang nơi nhà khách. Trong phòng có ánh sáng mờ nhạt, gần hai bức tượng chạm trổ. Thầy gặp La Rosita cách đây khá lâu. Họ có nhiều điểm giống nhau.
Cả hai được lãnh bí tích rửa tội trong cùng nhà thờ San Bastian. Giờ đây, La Rosita đã là một phần tử trong dòng Đa Minh, trong tu phục trắng, áo choàng đen của gia đình Đa Minh. Tuy trẻ hơn Martino 7 tuổi, cô đã nổi tiếng khắp cả Lima từ khi cô còn là một thiếu nữ. Có rất nhiều câu chuyện nói về sự thánh thiện của cô. Cô sống trong một ngôi nhà vách đất trong vườn của cha mẹ để ngày đêm cầu cho kẻ có tội. Một số người nói rằng cô đã được xem thấy thiên thần bản mệnh và nói chuyện với thiên thần cũng như với Đức Mẹ, Chúa Hài Đồng và các thánh khác thường đến chơi với cô. Dù sao, người dòng Ba Đa Minh ở đời này là một trong những thiếu nữ đẹp nhất ở Lima. Nên nếu cô muốn, cô có thể trở thành một phu nhân được trọng vọng trong xã hội. Nhưng Rosita đã chẳng muốn gì hơn là trở nên một vị thánh để cầu nguyện và chịu đau khổ cho kẻ có tội. Đó chính là cuộc sống mà cô đã chọn. Khi thấy La Rosita đang đứng đợi ở phòng khách, Martino nói, tôi đã gặp Anthony. Chuyện gì đã xảy ra với mẹ cậu phải không? Cô gái đứng trước mặt thầy gật đầu. Trong ánh sáng lờ mờ, cô trông trẻ hơn rất nhiều. Cô đang cầm bó hoa xanh, trắng được kết rất đẹp. Martino biết rằng cô sẽ đem dâng lên tòa Đức Mẹ Mân Côi. Đôi mắt đen láy rực lên vẻ cảm thương. Cô nhìn thầy Martino và nói, thầy Martino, người đàn bà rất tội nghiệp. Bà ấy đau đớn lắm. Tôi và bác sĩ đã làm những gì chúng tôi có thể nhưng chưa có kết quả gì. Tôi nghĩ, thầy có thể. Cô ngừng nói và nhìn vào khu vườn của tu viện với những hàng ngói xanh vàng. Cha mẹ và các anh chị cô đã giúp đỡ nhiều phụ nữ hành khất. Thỉnh thoảng họ còn cho những người vô gia cư đến tá túc tại nhà họ. Dường như họ đã mỏi mệt vì quá nhiều những tạo vật đáng thương như thế trong nhà họ. Nhưng đối với thầy Martino, thầy không bao giờ thất vọng. Bao nhiêu người nghèo khổ Ấn Độ và người Tây Ban Nha chờ chết đến lãnh những bí tích cuối cùng. Nhưng rồi họ đã tỉnh lại và khỏe mạnh nhờ lời cầu nguyện của thầy. Cô nhỏ nhẹ nói, bác sĩ nói rằng bà ấy sẽ không qua khỏi đêm nay. Thầy Martino, chúng ta có thể làm gì cho bà ấy? Với nụ cười trìu mến, Martino lần đôi tay trên tràng chuỗi lớn đeo ở thắt lưng. Được. Rosita ơi! Cô biết đó là cái gì rồi chứ? Chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Chúng ta tiếp tục tin tưởng. Điều đó đã không diễn ra trong quá khứ sao? Chương 10. Một ngày bận rộn. Khi Anthony, cậu bé Ấn Độ rời nhà La Rosita, mặt trời đã lên cao. Cậu đã thức suốt đêm bên cạnh mẹ. Cậu biết bà rất yếu và có thể bà sẽ chết trước khi mặt trời mọc, nên cậu không hề chợp mắt. Nhưng đêm đã qua và mẹ cậu vẫn còn sống. Hơn thế nữa, bà cảm thấy khá hơn và dường như thực sự đang khỏe lại. Cậu bé nghĩ, ta phải tới báo cho thầy Martino biết. Mọi sự diễn ra như lời thầy ấy nói. Trái tim cậu bé muốn hát lên vì vui sướng. Tu viện Thánh Đa Minh không xa lắm. Chỉ trong mấy phút Anthony đã tới đó. Nhưng khi cậu kéo chuông, thầy Anbeck ra trả lời chứ không phải thầy Martino. Thầy Anbeck nói, thầy rất tiếc cậu bé ơi. Thầy Martino không có ở nhà. Thầy cũng đang muốn gặp thầy ấy đây. Vì thầy già Thomas đang hấp hối trên lầu. Lập tức, nét mặt hồ hởi của Anthony vụt tắt. Nhưng thầy Martino ở đâu?
con rất muốn gặp thầy ấy. Thầy Alberto lắc đầu, thầy đã nói với con là thầy ấy đi gặp cô em của thầy ấy và nhiều việc khác nữa. Thầy ấy không bao giờ để phí thời gian khi ra ngoài. Tuần trước, sau chuyến bộ hành, thầy ấy đã đem về 3 bệnh nhân Ấn Độ, một con chó lạc, một cậu bé mồ côi và 20 ổ bánh mì. Thầy nói cho con biết, đời sống của thầy Martino là một chuỗi những điều ngạc nhiên. Anthony thất vọng vì không gặp được người bạn tốt, nhưng cậu cũng cảm ơn thầy Albert và chào thầy ra về. Bỗng thầy Alberto gọi. Này cậu bé, thầy suýt quên mất. Thầy Martino gửi cho cậu cái này. Chắc thầy ấy biết cậu sẽ tới đây. Đây, cậu hãy cầm lấy. Anthony mở tròn đôi mắt đen nhánh. Cậu nói, cho con hả? Đúng vậy, không ai khác. Mở nó ra mà coi. Cậu bé xúc động mở vội lớp vỏ bọc. Cậu kêu lên vui sướng, ôi! Một đôi giày! Một đôi giày mới! Thầy Albert ơi! Cả đời con chẳng bao giờ có được một đôi giày mới. Thầy Albert mỉm cười, thầy đoán chắc có ai đã cho thầy Martino đôi giày này. Chiều nay con có thể trở lại và nói cho thầy ấy biết đôi giày có vừa chân không? Chắc thầy sẽ về nhà khoảng 2 giờ chiều. Thầy Albert nói đúng. Đúng 2 giờ chiều. Một bóng áo dòng trắng đen trở về và dừng lại trước nhà thờ tu viện Thánh Đa Minh. Đó là thầy Martino. Thầy bước đi hơi chậm vì mệt, nhưng nụ cười còn trên khuôn mặt. Một giờ trước, John Matteo Pastor đã hứa cung cấp của hồi môn cho 27 cô gái nghèo đang muốn lập gia đình, cũng như đáp ứng mọi yêu cầu thầy Martino xin cho các trẻ em mồ côi. Thật vậy, cuộc gặp gỡ giữa thầy Martino với John Matteo rất thành công. Ngoài ra, thầy còn ghé thăm người em gái là Jane và đứa cháu Catherine 14 tuổi. Thầy nghĩ, đứa cháu lớn nhanh quá. Rồi thầy chắc lưỡi khi nhớ lại điều Catherine đã xin thầy sáng nay. Cô bé không xin một con búp bê hay kẹo bánh, nhưng là một cái khăn voan, gọi là mantilla. Khăn này giúp cho các cô gái xinh đẹp và trang nhã hơn. Không phụ nữ trẻ quý phái nào ở Lima khi ra đường mà không đội loại khăn này với một chiếc lược lớn kẹp trên khăn. Catherine nói với thầy, mẹ nói mẹ không có tiền để mua những thứ như vậy. Rồi mẹ còn nói, cháu còn quá trẻ để đội khăn đó. Nhưng cháu đâu còn quá trẻ phải không cậu Martino? Cháu đã 14 tuổi rồi. Cháu cảm thấy thật xấu hổ nếu cháu không được đẹp như các cô gái khác. Cậu có thể cho cháu không? Martino mỉm cười. Từ ngày còn là cậu bé tới nay, thầy luôn làm mọi cái có thể cho Chúa và cho các linh hồn. Thầy cố làm đẹp lòng hết mọi người. Thầy đã dạy giáo lý cho các em bé. Thầy đã học những bí mật của nghề thuốc. Thầy đã cứu chữa hàng trăm bệnh nhân. Thầy đã tìm chỗ ở cho các con vật bị lạc. Thầy đã thăm viếng kẻ tù đầy và các bệnh nhân. Thầy đã cho người đói ăn, người trần trụi áo mặc. Bây giờ thầy sẽ tìm một chiếc khăn cho người cháu gái để cô không kém duyên dáng như các bạn. Khi thầy bước lên cổng tu viện và kéo chuông với một nụ cười rạng rỡ trên mặt thầy. Thật vậy, thầy đã không làm Catherine thất vọng. Không những thầy gửi Catherine một chiếc khăn mà còn tới nửa tá nữa kia để cô có thể chọn lựa cái nào cô thích nhất. Thầy Albert ra mở cổng.
Thầy nhìn thầy Martino và nói, thầy Martino. Cuối cùng thầy cũng đã về. Ước gì thầy đã về sớm hơn một chút. Thầy Martino bước vào trong, có chuyện gì thế? Có ai muốn gặp tôi phải không? Thầy Albert thở dài và làm dấu thánh giá, thầy Thomas đã qua đời một giờ trước đây. Thầy Martino ạ. Thầy ấy đã gọi tên thầy nhiều lần. Tại sao thầy đi lâu như thế? Thầy Martino mỉm cười trả lời, tôi đã cố về sớm hết sức có thể. Nhưng thầy có chắc rằng thầy Thomas đã thực sự chết không? Chết. Dĩ nhiên thầy ấy đã chết. Mọi người đã sẵn sàng đọc kinh cầu nguyện ngay bây giờ. Và đúng vậy. Cha bề trên muốn gặp thầy lập tức. Ngài đang ở trên lầu. Khi thầy Martino tới lầu 2 của tu viện, thầy thấy cha bề trên. Các cha, các thầy đang tu họp ở ngoài cửa phòng người qua đời. Mọi người cầm cuốn sách kinh lớn và họ đang chuẩn bị cầu nguyện cho thầy Thomas. Khi vừa tới lầu, cha bề trên gặp thầy Martino và nói, thầy ấy đã qua đời một giờ trước đây. Thầy Martino ạ, thầy hãy chuẩn bị tắm xác, thay bộ áo dòng mới cho thầy ấy và sẵn sàng mọi thứ cho việc chôn cất thi hài. Thầy Martino gật đầu im lặng và đi vào căn phòng nhỏ. Thầy lấy bộ áo dòng mới cho người quá cố. Khi cửa đóng lại, một sự im lặng khác thường bao trùm các cha và các thầy đang đứng ở hành lang. Cha Andre hỏi, hình như thầy Martino không ngạc nhiên gì trước cái chết của thầy Thomas. Điều này làm tôi ngạc nhiên, bề trên hỏi, cái gì làm thầy ngạc nhiên? Cha không thấy rằng thầy Martino luôn xử với các bệnh nhân mỗi người một cách khác nhau sao? Thầy không bao giờ làm phiền bất cứ ai, ngay cả khi họ đau yếu trầm trọng. Dường như thầy ấy biết họ sẽ khỏi bệnh sau đó. Có những lúc thầy không bao giờ rời xa bệnh nhân, nhất là khi bệnh nhân trong tình trạng trầm trọng, dù người khác không nhận ra điều đó. Điều tôi ngạc nhiên là tại sao thầy đã không ở nhà hôm nay. Mọi người đều yên lặng. Những lời của thầy Andre vừa nói khiến họ suy nghĩ. Trong 18 năm thầy Martino ở tu viện Thánh Đa Minh, đã xảy ra nhiều điều kỳ diệu. Những điều này đều có bằng chứng xác đáng, không thể nghi ngờ. Điển hình là nhiều lần Chúa đã cho thầy năng lực để hiện diện cả hai nơi cùng một lúc. Những người lạ ở Lima thường vào tu viện Thánh Đa Minh nói rằng họ thấy thầy Martino ở những nước khác ngoài Peru. Có một người đàn ông đã lớn tiếng tuyên bố rằng thầy Martino đã đến chăm sóc ông khi ông ở trong tù và bị ốm nặng tại thành phố Muris ở Algeria. Một người khác, một thuyền trưởng, đã thề rằng ông đã thấy thầy ở Trung Quốc. Nhiều người khác lại quả quyết rằng họ đã được thấy Martino chăm sóc khi họ đau bệnh ở các nước Mexico, Nhật Bản và cả ở Phi Luật Tân nữa. Ban đầu, mọi người trong tu viện Thánh Đa Minh đều cười vì những câu chuyện như thế. Nhưng rồi, họ đã không cười nữa. Thầy Martino quá tốt lành. Thầy đang diện kiến thiên đàng và luôn thi hành thánh ý Chúa. Rất có thể thầy được Chúa ban quyền năng đặc biệt mà người thường không có. Cha bề trên đã nói cách rất ý nghĩa, 18 năm qua thầy ở với chúng ta tại tu viện này. Chúng ta đều biết rõ. Có thể Chúa đã ban cho thầy Martino hiện diện ở những nơi khác nữa để giúp đỡ những người trong lúc cần kíp. Đó là ơn phúc Chúa ban cho một số vị thánh. Khi các cha, các thầy còn đứng chờ ngoài cửa mở để đưa thi hài của thầy Thomas vào nhà nguyện,
họ nhắc lại những việc lạ lùng trong đời thầy Martino. Cha Gioan nói, thầy ấy đã đi qua được khi cửa khóa giữa đêm khuya. Thầy đã chữa cho tôi hồi tôi còn là một tập sinh. Tôi nhớ tôi bị ốm và rất đau đớn vì cơn sốt nặng. Mọi người đã lên giường ngủ cả. Tôi khát như chết khô và cần một ly nước. Nhưng không ai ở đó để lấy giúp tôi. Lúc ấy, tôi thầm nghĩ giá mà thầy Martino ở đây với tôi. Tôi biết thầy sẽ chăm sóc tôi tốt hơn. Tôi nhắm mắt lại một lúc. Nhưng khi mở mắt ra tôi thấy thầy đang ở với tôi. Một tay cầm ly nước lạnh. Một tay cầm vài cái khăn sạch. Thầy chỉ mỉm cười khi tôi hỏi tại sao thầy biết là tôi đang cần thầy. Và làm sao thầy đi vào được khi cửa đã khóa vào ban đêm. Cha Philip gật đầu và kể tiếp, một lần nọ, thầy đưa chúng tôi đi chơi ngoài trời. Đó là ngày trong tuần thánh. Chúng tôi được biết phải trở về tu viện đúng 6 giờ chiều. Chúng tôi đi bộ ra ngoài miền quê cách đó vài dặm và được một bữa trưa rất ngon với những thức ăn thầy Martino đem theo. Sau khi ăn trưa, chúng tôi chơi trò chơi và kể chuyện quên cả giờ giấc. Bất chợt nhìn lên bầu trời, trời đã hoàng hôn và chúng tôi vẫn còn xa vài dặm. Làm thế nào chúng tôi đã có thể trở về đúng giờ kinh nguyện lúc 6 giờ? Cha Andre mỉm cười, tôi là vị giáo tập lúc đó. Chúng tôi đã được thầy Martino đưa về nhà trước giờ cầu nguyện. Cha Philip gật đầu, không một ai trong chúng tôi biết thầy đã làm gì. Một phút chúng tôi đang còn ở miền quê, lo lắng vì bị trễ. Kế tiếp, chúng tôi đã ở trong hành lang tu viện đi tới nhà nguyện với mọi người khác. Thực là một phép lạ. Qua những câu chuyện đó, các cha, các thầy bắt đầu bàn tán. Một cha nhắc lại là một lần kia, mực nước sông Rimac đang dâng cao, sắp tràn qua bờ đê và có thể làm ngập lụt một vùng rộng lớn của thành phố. Thầy Martino được gọi tới. Thầy cầu nguyện. Lập tức, nước sông hạ thấp xuống. Một thầy khác kể lại sự kiện mới xảy ra tháng trước rằng tôi thấy thầy Martino cầu nguyện trước ảnh thánh giá ở nhà nguyện lầu dưới. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng đó. Thầy Martino không quỳ trên nền nhà. Nhưng quyền năng của Thiên Chúa đã nâng thầy lên khỏi mặt đất tới bên cạnh sườn Chúa. Như thế, thầy quỳ không để nói chuyện với Chúa. Cách mặt đất ít nhất là 2,5 mét. Khi cả nhóm còn đang tiếp tục kể lại những điều lạ lùng thầy Martino đã thực hiện, thì cửa phòng thầy Thomas bật mở và thầy Martino đi tới cha bể trên. Thầy nói cách đơn sơ, mọi việc đều ổn cả. Cuối cùng thì thầy Thomas đâu có chết. Cha bề trên. Tròn mắt, cái gì? Thầy Martino cúi mặt xuống. Một phút sau thầy ngẩng lên và cắt nghĩa cho cha bề trên rằng thầy đã cầu nguyện trước ảnh thánh giá trong phòng. Bất thần thầy được gợi hứng để gọi tên người chết. Thân xác giá lạnh của thầy Thomas từ từ mở mắt ra. Nhưng bây giờ không phải là lúc thầy kể về chuyện đó. Thầy Ferdinand có thể làm việc đó thay cho thầy. Thầy ấy cũng có mặt trong phòng. Khi thầy Martino nói xong thì thầy Ferdinand đi vào hành lang. Mặt thầy tái nhợt. Đôi tay thầy run lật bật. Thầy tiến đến cha bề trên và nói, thầy Thomas muốn ăn một chút gì đó. Chương 11, những bạn trẻ láng giềng của Martino. Đối với Martino, những năm ở tại tu viện Thánh Đa Minh qua đi thật nhanh. Điều đó không lạ gì, vì thầy luôn bận rộn.
đôi lúc nhìn vào các cha các thầy đang đọc kinh phụng vụ ở nhà nguyện. Thầy thầm nghĩ, mới ngày nào họ là những cậu bé đến để xin dâng mình cho Chúa trong dòng Đa Minh mà bây giờ họ đã trưởng thành. Một số đã là những học giả nổi tiếng khắp miền Peru. Thầy Martino cầu nguyện, lạy Chúa, xin giúp họ để họ giúp nhiều người nhận biết Chúa. Và điều quan trọng nhất là họ cần nhớ đến Chúa thật nhiều. Biết Chúa nhân từ vô cùng và biết yêu Chúa trên hết mọi sự và trên mọi người. Martino thường nghĩ như thế. Thầy đã không đọc những sách cao siêu. Thầy chỉ có 2 năm tại trường. Tuy thế, mọi người trong tu viện Thánh Đa Minh đều biết thầy là một người rất khôn ngoan, thẳng thắn. Thầy biết thế nào là chân thành với chính mình và với mọi người. Các sinh viên trẻ đang chuẩn bị làm linh mục thường đến với thầy để xin thầy giúp giải quyết các vấn đề khó khăn. Họ rất thân thiện với thầy trợ sĩ da đen có bộ tóc đen đang điểm những sợi trắng này. Khi họ đau ốm, thầy săn sóc họ. Khi họ hay gia đình họ thiếu thốn cái gì, cũng chính Martino là người sẽ giải quyết giúp họ. Trong số những sinh viên đó, có một số thầy cảm thấy cô đơn tại tu viện này. Họ lo sợ không biết họ có thể tiếp tục đời sống của một tu sĩ hay linh mục Đa Minh không. Martino luôn có những lời động viên rất chân thành và trìu mến. Một buổi trưa nọ, vài thầy nhà tập đến phòng thầy Martino. Họ ngạc nhiên vì không thấy một bệnh nhân Ấn Độ hay da đen nào trong phòng cả. Phòng nhỏ trống không. Thầy trẻ Jerome nói với các bạn, chắc thầy Martino ra ngoài một lúc. Nhưng thầy đã hứa với chúng ta rằng thầy sẽ đãi cả lớp chúng ta bữa trưa ở đây cơ mà. Đúng vậy. Thầy Charlie bảo, tôi nghe thầy nói rõ ràng rằng, này các cậu, sau khi các lớp học xong xuống phòng tôi sẽ có một bữa trưa sẵn sàng cho các cậu. Vậy, bữa ăn chưa đâu? Phòng thầy Martino rất nhỏ. Chẳng có gì ngoài một cái giường, một cái bàn và một cái ghế. Trong khi chờ đợi, các cậu trèo lên giường và bắt đầu quậy phá. Bất chợt, có người nảy ra ý kiến, có khi nào thầy Martino để thức ăn cho chúng ta trong ngăn kéo không? Chúng ta thử kiếm xem. Rồi cậu kéo ngăn bàn ra và nhìn thấy vài quả cam và táo. Họ vui sướng reo lên. Vì mọi người đều đói và trái cây trông rất hấp dẫn. Thầy Jerome nói, chắc thầy Martino sẽ hài lòng vì điều này. Mọi người đến đây. Chắc còn nhiều ngăn kéo khác. Các tập sinh mở các ngăn kéo ra và lấy những gì họ thích. Mỗi người một quả cam và một quả táo. Rồi họ cười nói vui vẻ làm rộn cả căn phòng nhỏ của thầy. Trong lúc thích thú, không ai chú ý tới một tập sinh đã yên lặng đặt tay vào trong ngăn kéo lấy ra một vật gì đó, rồi vội vàng giấu nó trong giày. Vừa lúc đó, cánh cửa phòng mở ra và thầy Martino đã trở về. Họ mừng rỡ hò reo đón thầy. Thầy Edward nói, chúng em đã ăn hết trái cây của thầy rồi. Hy vọng thầy không buồn chúng em vì thực sự chúng em đói quá. Thầy Martino mỉm cười, thầy cố ý để trong đó cho các em đó. Lấy bao nhiêu tùy thích. Thầy sẽ lấy thêm bánh và mật nữa. Thầy sẽ ngồi đây và xem giờ cho các em ăn. Cuộc họp mặt tại phòng thầy Martino quả là rất vui. Nhưng rồi chuông rung báo giờ kinh nguyện. Lập tức các tập sinh vội vã đứng lên và đi ra. Lúc ấy, thầy Martino đưa tay làm hiệu và nói, hình như có ai đó lấy cái gì trong phòng này. Một đồng bạc.
Các tập sinh trố mắt nhìn thầy Martino. Một cậu nói, tại sao vậy? Thật không thể như thế được. Tôi chẳng thấy đồng bạc nào ở đây cả. Căn phòng hoàn toàn yên lặng. Martino đợi một chút, rồi đi về phía một tập sinh. Nhẹ nhàng nói, thầy làm ơn trả lại đồng bạc đó. Nó không phải của thầy, cũng chẳng phải của tôi, nhưng nó có chủ nhân của nó. Cậu tập sinh đỏ mặt nói, tôi không hiểu thầy nói gì. Tôi đâu có lấy đồng tiền nào. Thầy Martino nhìn cậu cách bình tĩnh, rồi chỉ xuống đôi giày. Thầy nhẹ nhàng nói, ở đây này, lấy nó ra. Vì trên đồng bạc ấy có hình thánh giá. Đây là dấu hiệu đức tin thánh thiện của chúng ta nên thầy không thể để dưới chân thầy được. Tất cả các tập sinh đều chết lặng. Họ không thể tin vào mắt họ khi thấy thầy tập sinh này từ từ cúi xuống lấy từ chiếc giày ra một đồng bạc. Sự việc xảy ra đúng như thầy Martino nói. Nhưng sao thầy Martino biết? Thầy ấy đã không ở trong phòng khi đồng tiền bị lấy đi mà. Thầy Jerome thầm thì với các bạn khi họ xuống cầu thang để tới nhà nguyện. Tôi biết các bạn không thể đánh lừa thầy Martino được đâu. Những gì người ta nói về thầy thật là đúng. Thầy có thể đọc thấu tâm can con người. Khi các tập sinh đã lên nhà nguyện, thầy Martino đứng lặng ở đó một lúc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay, thầy cảm thấy hơi mệt. Khi còn trẻ, thầy có thể đi bộ suốt những hành trình dài, dành nhiều thời giờ cho người bệnh và người nghèo, mà chẳng bao giờ để ý đến cái mệt. Nhưng giờ chỉ cần đi 10 dặm tới cảng Calao đã là quá dài đối với thầy. Thầy đã đến đó và trở về với rất nhiều thức ăn cho người nghèo sống dọc theo bờ suối. Sáng nay, thầy đã cho một người nghèo cái mũ rơm của thầy. Dù nó không đẹp lắm, nhưng thầy hơi tiếc một chút vì trời hôm nay quá nóng. Thầy Martino thở dài một tiếng, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống trước ảnh thánh giá treo trên giường. Thầy đã quỳ cầu nguyện ở đó cả giờ trước cơm tối. Thầy tập trung tư tưởng rất nhanh và hướng cả con người mình về trời. Nhiều năm trôi qua, cô bạn nhỏ của thầy là La Rosita đã về trời, rồi đến những người bạn khác nữa. Cha dòng Francisco danh tiếng Francis de Solano, một thời lừng lẫy với những bài giảng thuyết Đức Tổng Giám mục Nhân hậu Turibius, người đã ban bí tích thêm sức cho thầy ôi tốt đẹp biết bao. Tất cả các vị thánh ở Lima một ngày nào đó sẽ gặp nhau trên quê hương thiên đàng. Thời gian qua đi rất nhanh. Thầy Martino không hề biết đến việc màn đêm đã phủ xuống cũng chẳng quan tâm đến âm thanh của những bước chân người qua lại phía ngoài hành lang. Ngay cả khi mọi người trong tu viện đã lên giường, Martino vẫn còn quỳ cầu nguyện. Thầy quên cả cái chứng đau lưng và những đau đớn trong thân xác thầy. Thầy quên tất cả trừ một điều thầy yêu mến nhất, đó là Thiên Chúa. Sáng sớm hôm sau, một cậu bé Tây Ban Nha tên là John Vasquez, 14 tuổi. Cậu là người mới đến sống tại tu viện Thánh Đa Minh. Tại Lima, cậu là người xa lạ, không bạn bè thân thuộc, không tiền bạc. Thầy Martino đã để cậu ngủ trong phòng của thầy chờ tới khi cậu có thể tìm được công việc. John đang đứng trước cửa phòng quần áo của tu viện và hồ hởi kể về người bạn của cậu là thầy Martino cho thầy Ferdinand nghe. Con vào phòng thầy ấy đêm qua. Vào khoảng nửa đêm thầy Ferdinand ạ. Nhưng thầy biết, một trận động đất dữ dội đã xảy ra và con vô cùng kinh hãi. Nhưng điều con kinh hãi hơn cả đó là con nhìn thấy cậu Martino.
Thầy Ferdinand vừa bận rộn xếp quần áo thành từng loại. Vừa nói, con sẽ quen với những điều kỳ lạ đối với thầy Martino thôi. Vậy tâm hồn thánh thiện ấy đã làm gì? Thầy ấy nằm trên nền đất. Mặc dù nửa đêm, phòng thầy vẫn sáng như ban ngày. Con đập mạnh vào thầy ấy và kéo thầy ấy đến chỗ con. Nhưng thầy ấy vẫn không cử động. Con tưởng thầy ấy đã chết. Ôi! Thầy Ferdinand ơi! Con tưởng động đất đã giết thầy ấy rồi. Thầy ấy là người bạn tốt nhất của con trên thế gian này. Thầy Ferdinand chỉ mỉm cười, nếu con sống ở đây ít lâu nữa, con sẽ cảm thấy thích hơn là sợ khi thấy thầy Martino nằm trên nền đất như vậy. Tại sao? Nghe đây cậu bé. Tôi đã thấy thầy ấy phát sáng khi đi qua các dãy phòng như một quả cầu lửa. Quả cầu lửa. Đúng thế. Thầy ấy được đem đi thật nhanh trong không khí. Và từ nơi thầy ấy, luồng ánh sáng đã phát ra. Một số người ở đây thấy thầy ấy đi đến một nơi kia. Có bốn thiên thần cùng đi với thầy ấy. Cậu bé John lắc đầu, con chưa từng gặp một người nào tuyệt vời như thầy Martino. Thầy ấy quá nhân từ và đầy hiểu biết. Thầy Ferdinand gật đầu, con không phải là người duy nhất nghĩ như thế. Mọi người đều yêu mến thầy. Thầy đã săn sóc cách đặc biệt các người trẻ. Các tập sinh đến với thầy để xin thầy giúp trong việc học. Mặc dù thầy Martino chẳng được học bao nhiêu nhưng thầy trích dẫn thánh kinh cách đơn sơ nhưng rất tuyệt vời. Thầy còn biết tất cả các tác phẩm của thánh Thomas Aquino đã viết. John ngồi xuống cái ghế bên cạnh thầy Ferdinand kể tiếp, thầy Martino nói con có thể phụ thầy chăm sóc người nghèo. Thầy đã đưa tiền cho con mỗi ngày để thăm và giúp đỡ rất nhiều gia đình nghèo. Thỉnh thoảng hai chúng con đã giúp cho người nghèo khoảng 2.000 đô mỗi tuần. Làm sao thầy ấy có thể kiếm tiền ra nhiều như thế? Thầy Ferdinand. Thầy Martino ấy hả? Con sẽ ngạc nhiên khi biết thầy ấy quen thân với nhiều người giàu có. Ngay cả nhà cầm quyền cũng cho thầy tiền để thầy làm việc bác ái. Rồi thầy Martino kiếm chăn chiếu cho người Ấn Độ, kiếm thuốc men cho người đau yếu, kiếm của hồi môn cho các cô gái và áo quần cho các trẻ em ồ. Không thể kể hết các việc thầy đã làm với số tiền ấy. John gật đầu. Tuy mới đến đây nhưng con đã biết rằng thầy Martino là người bạn tốt của mọi người ở đây. John rất vui sướng khi biết rằng cửa phòng quần áo sẽ mở và thầy trợ sĩ thánh thiện này sẽ xuất hiện. Sẵn sàng đưa cậu đi với thầy trong hành trình đến với những người nghèo khổ trong thành phố này. Đúng vậy. Thầy Martino đang tới phòng áo quần để gặp John. Họ có rất nhiều việc phải làm hôm nay, vì họ có nhiều thực phẩm và tiền bạc cho người nghèo. Rồi họ sẽ lên đồi để trồng cây thuốc và cây vả. Khi thầy vừa đi gần tới phòng quần áo, có gì đó ngăn thầy lại. Thầy nhìn thấy vài người Ấn Độ rách rưới đang quét dọn một hành lang nhỏ. Thầy Dominic đang trông chừng họ. Thầy Martino nghĩ rằng những người Ấn Độ đang tự nguyện làm điều tốt. Thầy Martino hỏi, những người tốt ấy từ đâu đến hả thầy Dominic? Tại sao họ lại quét hành lang? Thầy Dominic cau mày, tôi vừa mới cho họ ăn xong nên họ phải làm sạch các rác vụn và xếp đặt mọi thứ lại cho gọn gàng. Martino mỉm cười. Tôi thấy thầy phát thực phẩm cho một số người da trắng hôm qua và thầy đâu có bắt họ dọn sạch sau đó. Nhưng thầy đã tự dọn sạch lấy. Thầy Dominic nhún vai, thầy có ý nói tôi không nề hà dọn sạch cho người da trắng.
nhưng tôi không thu dọn cho người Ấn Độ chứ gì. Đúng. Thầy Martino, tôi nghĩ mình cũng hơi quá đáng. Thầy Martino nhẹ nhàng hỏi, tại sao? Tại sao ư? Bởi vì làm như vậy xem ra không đúng. Thầy Martino lại hỏi, tại sao? Thầy Dominic thực sự là một người tốt. Bỗng trở nên bối rối. Thầy không thể trả lời câu hỏi. Khi một người nhìn sự vật dưới một góc độ nào đó thì một người là một người. Không có vấn đề phân biệt chủng tộc. Tại sao trước đây thầy đã không như vậy? Thầy ấp úng đôi lời với thầy Martino. Rồi đi tới nhóm người Ấn Độ còn đang quét sàn nhà. Thầy nói, đủ rồi. Tôi sẽ hoàn thành bổn phận của tôi. Thầy Martino nhìn theo thầy ấy mỉm cười. Thật đáng buồn bởi vì trên thế giới có hàng triệu người. Kể cả những con người rất tốt cũng quên rằng tất cả mọi người đều được Thiên Chúa dựng nên và được cứu chuộc bằng giá máu của Chúa Giê-xu. Chương 12. Thầy Martino an nghỉ. Thầy Martino sống trong tu viện Thánh Đa Minh 45 năm. Không một người nào ở Lima mà lại không biết thầy. Thầy làm cho trẻ con vui tươi. Thầy kiếm chồng cho các cô gái nghèo không có của hồi môn. Thầy giúp cho nhiều trẻ trở thành linh mục và nữ tu. Thầy giải hòa các cuộc cãi vã. Thầy nuôi người đói khát và chữa hàng ngàn bệnh nhân. Khi thầy chăm sóc nhu cầu thể xác, thầy nghĩ đến việc cứu giúp họ về phần hồn. Đối với thầy, điều quan trọng nhất là mỗi người phải có một linh hồn trong sáng với ơn thánh sủng. Đa số các bệnh nhân được thầy cứu chữa là những người nghèo, nhưng thầy cũng đến với các gia đình khá giả. Thầy đã chữa John Juanje Figueroa, một nhân vật quan trọng trong chính quyền của thành phố thoát khỏi một căn bệnh thật trầm trọng. Thầy cũng phục hồi sức khỏe cho Đức Tổng Giám mục Mexico là John Felician de Vega, lâm bệnh khi đến thăm Lima. Một ngày kia, cha Cyprian de Median vào nhà dòng và thấy thầy Martino đang quét nhà bếp. Cha Cyprian là cháu của Đức Giám mục Mexico. Cha vội chạy tới gặp thầy trợ sĩ Martino. Không thể kiềm chế được cơn xúc động. Cha nói, thầy Martino này, tôi đem cho thầy một tin bất ngờ. Thầy sẽ đi tới Mexico với Đức Tổng. Cậu tôi. Martino mỉm cười và nhìn cha Cyprian. Nhớ lại nhiều năm trước đây, vị linh mục này là một cậu tập sinh vụng về. Nhiều người cười cậu vì cậu lóng ngóng và chậm chạp. Bây giờ đã trở thành một học giả nổi tiếng, một người đàn ông thanh lịch và được lãnh nhận chức thánh. Martino ngừng quét hỏi, cha nói tôi đi Mexico hả? Nhưng tại sao tôi lại phải đi tới đó? Cha Cyprian chắc lưỡi, thầy đừng làm tôi xấu hổ. Thầy và tôi đều biết rằng cậu tôi muốn thầy đến sống với ngài. Ngài nói thầy sẽ là vị quản lý ngân khố của giáo phận. Mới đây thầy cứu mạng ngài và ngài không muốn sống xa thầy. Martino thở dài, thầy đã nói về vấn đề này nhiều lần. Nhưng dường như không một ai hiểu được rằng hàng ngày người đã được thầy chữa khỏi bệnh không phải do công của thầy nhưng đó là công việc của Chúa. Chúa đã đáp lời cầu nguyện đơn sơ của thầy. Thầy nói, Đức Giám mục thực sự đã hồi phục là do ơn Chúa chứ không phải do công lao của tôi. Cha Cyprian, tại sao cha cứ cố gắng làm tôi cảm thấy tự hào về điều đó? Vị linh mục xua tay, thầy không đáng hãnh diện như thế sao? Thầy Martino, thầy đã quên rằng chính thầy đã chữa cho tôi.
Hồi đó tôi luôn là mục tiêu cho người khác chế nhạo vì dáng vẻ của tôi. Tôi quá thấp lại còn béo phệ. Thầy Martino nói, nhưng cha có trái tim nhân từ. Cha Cyprian ạ. Cha Cyprian nói, tôi lại còn rốt nát nữa. Tôi đã không thể. Thầy Martino ngắt lời, Chúa luôn là đối tượng tình yêu duy nhất của cha. Phải không cha? Cha Cyprian nói tiếp, thầy đã cầu cho tôi khỏi bệnh lúc tôi còn là một tập sinh. Rồi sau đó, không ai nhận ra tôi bởi vì tôi đã cao thêm được 30cm nữa. Tôi đã thay đổi hoàn toàn về vóc dáng và trở thành một sinh viên giỏi. Đẹp trai. Thầy Martino. Nếu không có thầy, tôi đâu được như thế này. Thầy Martino thả lỏng cán chổi và mỉm cười, ở đây, tại tu viện Thánh Đa Minh này. Khi thầy đang đứng đó, mỉm cười với cha Cyprian, thì một cơn đau nhói lan khắp cơ thể như là một luồng sét đánh vào người thầy. Và từ đó, cơn đau không rời khỏi thầy. Phải chăng đó chính là lý do để thầy có thể mỉm cười với cha Cyprian khi nghe tin Đức Tổng Giám Mục muốn đưa thầy đi Mexico với ngài? Trong thâm tâm, thầy biết rằng Chúa sẽ gọi thầy đi một nơi xa khác và là cuộc hành trình quan trọng hơn nhiều. Đó là hành trình về thiên đàng, không phải là Mexico, nhưng là về quê hương thật. Cha Cyprian nhận ra có gì khác thường và những ý tưởng lạ nào đó xuất hiện trong tâm trí thầy. Cha lo lắng hỏi, thầy bị ốm phải không? Thầy Martino, tại sao thầy không nói với tôi? Tại sao thầy không lên giường nằm nghỉ mà phải xuống làm việc trong nhà bếp? Thầy Martino nắm chặt lấy cây chổi, hy vọng rằng cái đau nhói quen thuộc này sẽ qua khỏi. Thầy gượng nói, tôi không sao cả. Đó chỉ là những đau đớn xảy đến theo luật tự nhiên của tuổi già. Vị linh mục càng lo lắng nhìn thẳng vào mặt thầy Martino. Cha nói, 60 tuổi đâu đã quá già. Và cha cảm thấy lo sợ nếu có chuyện gì xảy ra cho thầy Martino. Cha nói, thầy đi nghỉ một chút đi. Thầy làm việc quá nhiều rồi. Tôi sẽ đi nói cho cha bề trên biết ngay bây giờ. Thầy Martino mỉm cười, được rồi. Nhưng để tôi quét xong nhà đã. Vài ngày sau, các cha các thầy trong tu viện rất ngạc nhiên khi thấy thầy Martino mặc bộ áo dòng mới. Trước đây thầy không bao giờ làm thế. Thầy luôn chọn chiếc áo cũ nhất và nhiều mảnh vá nhất là của mình. Họ hỏi nhau, có chuyện gì xảy ra với thầy Martino thế? Cha John Z. Barbaran khôi hài hỏi thầy Martino, thầy có ý gì khi mặc áo dòng mới? Tự nhiên thầy chọn cái hão huyền trong bộ áo mới. Thầy lắc đầu, không thưa cha. Cho chỉ muốn mặc bộ áo mới để mai táng. Cha John tròn mắt, mai táng. Tại sao thế thầy Martino? Thầy có ý nói gì? Con có ý nói là con sẽ chết. Thực vậy. Cha ạ. Chỉ trong 4 ngày nữa thôi. Cả tu viện Thánh Đa Minh như trong cơn biến động khi tin này được lan ra. Thầy Martino, người đã luôn luôn tiên đoán đúng mọi sự trong nhiều năm qua, nay đang chuẩn bị vào cái chết. Thầy nói rằng việc gọi bác sĩ là vô ích vì thời giờ của thầy trên trần thế đã hết. Cha Cyprian kêu lên, ước gì điều này không đúng. Đức Tổng Giám Mục Mexico nói, chúng ta không thể để việc này xảy ra. Còn vị đại diện vua Tây Ban Nha, ông Viceroy Vansin, bằng bất cứ giá nào,
phải cứu cho được mạng sống thầy. Nhưng thầy Martino chỉ mỉm cười và im lặng. Thầy vẫn mặc bộ áo dòng mới và nằm trên giường. Thầy nghĩ, giờ đã đến. Sự sống đời đời sẽ sớm đến với tôi. Khi nghe tin thầy Martino sắp chết, mọi người ở Lima vội vã chạy tới tu viện Thánh Đa Minh, người Ấn Độ, người da đen, người Tây Ban Nha, cả đàn ông lẫn đàn bà, những người anh em cùng lý tưởng với thầy. Ai cũng có một ước ao duy nhất là được nhìn lại người bạn tốt lành này một lần nữa. Chính ông đại diện Hoàng gia Viceroy, John Louis Ferdinand Bobadilla, đánh cỗ xe ngựa vàng tới để nói chuyện với thầy và xin thầy cầu nguyện. John Louis nói với cha bề trên, xin cho tôi gặp thầy một phút thôi. Tôi không muốn làm người bạn tốt của tôi mỏi mệt. Có phải thầy Martino thực sự sẽ chết như người ta bàn tán không? Cha bề trên lắc đầu, thầy Martino chỉ còn được vài giờ nữa thôi. Thưa ngài, đến đây tôi sẽ đưa ngài vào thăm. Rồi hai người, một trong bộ áo dòng trắng đen đơn sơ và người kia trong bộ áo hoàng gia lộng lẫy sang trọng, từ từ đi qua hành lang tới phòng thầy Martino. Trên lối đi, họ gặp một thầy tập sinh. Đôi tay thầy run lên và có thoáng nét sợ hãi trên gương mặt nhợt nhạt. Thầy nói, thưa cha bề trên, thầy Martino không muốn gặp bất cứ một người khách nào. Thầy bảo con nói với cha như thế. Cha bề trên tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng đây là vị đại diện hoàng gia. Con ơi, hãy đi nói với thầy Martino biết và bảo thầy ấy hãy sẵn sàng gặp ngài. Vâng lời. Thầy nhà tập cúi đầu trước Viceroy, đại diện của vua Tây Ban Nha ở Peru. Ông Louis nhẹ nhàng đặt tay trên vai thầy tập sinh. Ông hỏi cách ôn tồn, có gì phiền toái không? Tại sao con run như tàu lá vậy? Thầy tập sinh ngẩng lên nhìn ông, thưa ngài, tôi đã không biết thầy Martino của chúng tôi quả là rất rất thánh thiện. Vừa rồi tôi mới nhìn thấy thầy đang nói chuyện với nhiều người trong phòng, hình như có Thánh Đa Minh và Đức Mẹ đang ở với thầy giúp thầy không khiếp sợ cái chết. Ôi, đó là một phép lạ. Cha bề trên tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng ông Louis ngăn cản cha. Ông khiêm tốn nói, chúng ta hãy đợi cho đến khi thầy Martino ra lệnh cho chúng ta. Thực sự, thầy ấy đang tiếp những người bạn đồng hành cao quý, tuyệt vời hơn chúng ta. 15 phút trôi qua, một thầy trợ sĩ vội vàng đi tới hành lang, nơi cha bề trên và ngài Viceroy cùng với thầy tập sinh trẻ đang đứng đợi. Thầy trợ sĩ này cũng thế, đang run lên vì xúc động. Thầy ấy nói, thầy Martino đã sẵn sàng tiếp quý vị. Thế là cả nhóm, có cha bề trên dẫn đầu cùng tới phòng thầy Martino. Trong căn phòng nhỏ xíu này, thầy trợ sĩ da đen Martino nằm yên lặng trên giường. Đôi bàn tay chai sần vì làm việc trong nhiều năm trường, đang nắm chặt tượng thánh giá. Đôi mắt vẫn sáng ngời. John Louis không chút ngần ngại trong bộ áo giàu có sang trọng của một vị hoàng gia, quỳ xuống bên cạnh người bạn tốt lành đang hấp hối. Ông nói, thầy Martino, thầy đừng quên tôi khi thầy về trời nhé. Thầy hãy tiếp tục cầu nguyện cho tôi, để tôi chu toàn bổn phận cách hoàn hảo. Thầy Martino gật đầu. Cơn đau nhói lên dữ dội hơn. Thầy không nhận ra khuôn mặt của Hoàng gia Viceroy hay cha bề trên.
nhưng thầy thấy được những bộ mặt khác đẹp hơn và rõ hơn, dường như đang mỉm cười với thầy và bảo thầy đừng sợ. Phải chăng đó là Đức Trinh Nữ đang dang rộng đôi tay từ mẫu đón thầy? Phải chăng đó là Thánh Đa Minh, vị bảo trợ của thầy cũng như tất cả anh em thầy, Thánh Vinh Sơn Phê Gì nữa? Thầy khe khẽ nói, tôi sẽ không bao giờ quên ngài. Trên thiên đàng, tôi sẽ tiếp tục xin Chúa chúc lành cho ngài và các bạn hữu khác. Vài giờ nữa lại trôi qua. Bóng tối đã bao trùm trên thành phố Hoàng gia Lima và những ánh đèn lóe lên trong các biệt thự của các người giàu có và trong các túp lều tồi tàn của các người nghèo nữa. Thầy cảm thấy rất mệt mỏi. Thầy phải chiến đấu với quỷ dữ trong cơn cám dỗ lâu dài. Chúng làm thầy khiếp sợ vì cái chết. Nhưng thầy vẫn trông cậy vào lòng nhân từ thương xót của Chúa. Thầy vẫn còn nghe được ở góc phòng bác sĩ John Francisco Navarro đang chuẩn bị thuốc cho ngài. Một nụ cười yếu ớt thoáng hiện trên khuôn mặt thầy. Thầy thầm thì, cám ơn. Xin đừng cố gắng chạy chữa cho tôi nữa. Giờ đã điểm. Không có gì có thể cứu vãn tôi. Cha bề trên cúi mình xuống giường thầy Martino. Lúc đầu, cha có chút không hài lòng là chiều nay thầy Martino đã nhắn rằng thầy không muốn gặp ngài Viceroy ngay. Nhưng bây giờ thì cha hiểu rõ lý do. Cả con người và tâm hồn cha rung động. Thầy Martino, tôi sẽ gọi các anh em tới chứ. Cộng đoàn sẽ bắt đầu cầu nguyện chứ. Thầy Martino mở mắt nhìn cha bề trên cách dịu dàng. Mới ngày nào con là cậu bé 15 tuổi đến tu viện này. Xin giúp việc cho các cha và các thầy. Bây giờ thì việc phục vụ đã hoàn tất. Cuộc sống xem như ngắn ngủi chừng nào. Ngay cả khi đó là một thời gian dài. Nếu nó đã được dùng để phục vụ cho nước Chúa và kiếm cơ hội để được sống với ngài mãi mãi. Thầy thầm thì, con chỉ còn ít phút nữa thôi. Vâng. Cha ơi, cha hãy mời mọi người đến đây. Lúc đó là 8 giờ rưỡi tối. Cái chuông lớn trên tháp tu viện bắt đầu vang lên chậm chậm. Tiếng chuông ngân vọng điệu nhạc sầu. Trang trọng báo hiệu một cái chết đang tới. Thầy Martino nắm chặt ảnh chuộc tội trong bàn tay. Chung quanh thầy chập chờn những ngọn nến. Thầy nghe những âm thanh xì xèo, những tiếng động của chàng chuỗi, những bước chân đi vội vã. Bạn bè và các anh em trong dòng Đa Minh đang tới với thầy trong những giờ phút cuối đời. Thầy nhắm mắt cách nhẹ nhàng. Những lời kinh quen thuộc vọng bên tai thầy. Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng. Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, bởi lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Ngài chút hơi thở cách nhẹ nhàng, an bình, hạnh phúc. Tay thầy Martino buông lỏng cây thánh giá. Những ngày chiến đấu đã chấm dứt. Chương 13. Vị anh hùng trong bộ tu phục trắng đen. Cả đêm, các thầy và các cha trong tu viện Thánh Đa Minh canh thức bên cạnh thi hài thầy Martino. Khi cái lạnh bao trùm cả thành phố và khi tin thầy Martino đã về với Chúa được loan ra, tất cả các đường phố chật ních từng trăm trăm người. Họ kéo tới tu viện Thánh Đa Minh. Dù cửa chưa mở nhưng từ hành lang lên xuống nơi đặt thi hài thầy Martino, cha Cyprian Zemedian đã nghe tiếng xì xào của một đám đông vĩ đại đang chờ đợi bên ngoài. Suốt đêm qua cha đã không ngủ nên lúc này mắt cha trở nên nhợt nhạt. Cha nghĩ, thầy Martino,
không có thầy chúng tôi sẽ làm được gì. Rồi cha quỳ xuống bên cạnh cái xác lạnh lẽo và bất động của thầy Martino. Bạn thân của mình cầu nguyện hàng giờ. Mọi lời nói như bị tắc nghẹn trong cổ. Cái tin về thầy trợ sĩ mà cha rất yêu mến đã ra đi vĩnh viễn đến với cha như một cơn ác mộng. Làm sao cha có thể cầu nguyện khi nỗi buồn như một lưỡi dao sắc cứ sâu xé trái tim cha? Cha rên rỉ, Martino ơi! Sao thầy lại nằm bất động cứng đơ như thế? Thầy không thể làm cái gì đó khác thường. Để báo chúng tôi rằng thầy thực sự đang ở trên thiên đàng. Để làm phấn khởi và gia tăng đức tin cho chúng tôi ư? Khi cha nói, cha giang rộng đôi bàn tay đặt trên xác thầy Martino. Cái xác vẫn cứng đơ. Những ngón tay nắm chặt tượng thánh giá vẫn cứng như sợi dây thừng. Cha Cyprian thì thào cách khẩn thiết, Martino ơi, tôi cần thấy phép lạ. Và cả mọi người cũng thế. Đừng nằm ở đây bất động như những thi thể khác. Hãy làm một cái gì chứ phải không thầy? Mọi người đều mủi lòng khi thấy cha Cyprian gần gũi và chăm sóc cái chết cho thầy Martino rất tận tình. Phải chăng đó là lối xử tự nhiên khi hai người đã là bạn rất thân thiết với nhau chăng? Lời cầu nguyện của Martino đã không biến đổi cha Cyprian từ một cậu tập sinh có dáng vụng về, lúng túng thành một linh mục sắc sảo, lanh lợi và đẹp trai sao. Mọi người nghĩ chắc chắn sẽ có điều gì xảy ra. Thầy Martino sẽ làm một hay hai phép lạ nếu chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. 15 phút trôi qua. Cha Cyprian vẫn quỳ đó bên cạnh xác bạn. Những lời bàn tán của đám đông người tại cửa nhà thờ bên ngoài mỗi lúc một sôi động hơn. Các thầy bạn của thầy Martino lúc này không còn đủ kiên nhẫn để giữ trật tự ở bên ngoài. Cha Cyprian lắng nghe. Rồi lần nữa cha nhìn vào bạn mình. Phép lạ đã xảy ra. Dưới ánh sáng của ngọn nến chập chờn, khuôn mặt thầy Martino trở nên sống động và sắc mặt tươi tắn lại. Vô cùng hy vọng, vị linh mục đưa tay sờ tay bạn lần nữa. Lập tức, tâm hồn cha được tràn niềm vui. Thi hài của thầy Martino đã trở nên ấm áp. Các ngón tay hoàn toàn mềm mại. Bất ngờ, cha Cyprian kêu lên, "Ồ, Martino!" Rồi nước mắt cha tuôn tràn vì vui sướng. Cuối cùng, bạn đã làm. Bạn đã cho chúng tôi dấu hiệu rằng bạn đang ở bên Chúa và người đã muốn cho mọi người biết điều này. Nỗi buồn bao trùm cả đêm qua tại tu viện Thánh Đa Minh phút chốc biến thành niềm vui. Các cửa đều được mở. Những người không còn đủ kiên nhẫn đã vượt lên, xô lấn mọi người ở các lối đi lại trong nhà thờ tới để xem hiện tượng mới xảy ra. Cả ngày hôm ấy, đàn ông, đàn bà và trẻ con chen lấn nhau, cố gắng tới tu viện để nhìn ngắm người bạn yêu quý của họ. Một số người đem các tràng chuỗi và các mẫu ảnh để sờ vào thi hài thánh ấy. Số khác thì cả gan, lén lút lấy kéo cắt chút chút bộ áo dòng của thầy Martino. Chẳng mấy chốc, bộ áo dòng mới mà thầy Martino đã mặc để sẵn sàng cho việc an táng đã không còn nữa. Mọi người ai nấy đều muốn có chút di tích của vị thánh. Chốc chốc, các thầy lại mang một bộ áo dòng khác đến đặt trên thi hài thầy Martino. Cha bề trên tuyên bố, không thể để thế này được. Chúng ta phải thay bộ áo dòng khác cho thầy ngay lập tức. Mọi người không ai được cắt nữa. Các tu sĩ khác nói với cha bề trên, mọi người đều tin rằng thầy Martino là một vị thánh. Nên họ muốn có chút di tích của thầy để tưởng nhớ thầy
và cũng để giữ nó như một dấu tích có thể chữa bệnh. Cha có thể trách họ được sao? Sau một lúc do dự, cha trả lời, không, tôi không trách họ đâu. Với đám đông vĩ đại như thế, xem như chúng ta phải hoãn lại cuộc an táng. Thực vậy, vì nhiều người đã tu họp lại từng nhóm để viếng thi hài thầy Martino, lúc này rất sống động và mềm mại như một người sống, nên lễ an táng phải trì hoãn đến hôm sau. Nghe tin ấy, bà Donna Catherine Gonzalez, một phụ nữ quý phái thầm tạ ơn Chúa. Đã 12 năm nay, một cánh tay của bà đã không thể cử động được. Nó càng ngày càng trầm trọng hơn và lúc nào cũng đau đớn. Bà nghĩ, thầy Martino có thể chữa tôi. Nếu thầy muốn, có lẽ tôi nên đi tới tu viện Thánh Đa Minh và sờ vào thi hài thầy. Thế rồi, bà gọi người con trai 9 tuổi tên là Francis và Donna Jacoba, một trong những người bạn của bà, cùng đi tới nhà thờ Thánh Đa Minh. Tất cả cùng đi. Đặc biệt Francis rất thích thú trong hành trình này. Cậu bé không ngừng hỏi mẹ, có phải thầy Martino sẽ chữa cánh tay cho mẹ không? Có thực thầy ấy sẽ làm cho mẹ khá hơn không? Donna Caterina gật đầu mặc dù bà không thú nhận đức tin của bà còn yếu kém. Lúc ấy, bà tin rằng thầy Martino sẽ giúp bà. Sau đó bà tự hỏi phải chăng thầy Martino sẽ làm điều đó cho bà. Cuối cùng bà thầm thĩ, thầy trợ sĩ Đa Minh này đã làm rất nhiều phép lạ để cứu giúp người nghèo. Liệu thầy có lưu tâm đến một người rất quý phái và giàu có từ khi mới sinh như bà chăng? Bất chợt, bà tới gần nắm tay con trai và quả quyết, chúng ta phải tin vào lòng tốt của thầy Martino. Cho dẫu việc này khó đến đâu, chúng ta phải có đức tin. Rồi Donna, Francis và bạn của bà, tất cả cùng lên đường tới tu viện Thánh Đa Minh. Trên đường đi, họ thấy đường phố chật ních người. Một hương thơm đặc biệt như mùi hoa huệ tràn ngập không gian. Họ nhập bọn vào đám đông và từ từ đi tới nhà thờ. Mỗi lúc, hương thơm lạ như mùi thơm của muôn ngàn hoa tỏa ra. Donna Caterina hỏi người đàn bà bên cạnh, bà có ngửi thấy gì không? Donna Jacoba trả lời, mùi hương thơm ngào ngạt. Cậu bé Francis chêm vào, con chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương như vậy. Một người đàn bà ăn mặc rách rưới và rất đáng thương. Nếu sánh với Donna Jacoba và Donna Catherine thì bà này rất nghèo. Bà nghĩ các vị sang trọng này chắc là phải có lý do mới tới tu viện Đa Minh. Mọi người đều ao ước được xem thấy xác thầy Martino lần cuối trước khi được chôn cất và cầu xin những ơn mình cần. Bà nói, người ta bảo mùi thơm này là dấu hiệu từ trời. Thân xác thầy Martino đã tỏa hương thơm ấy hàng giờ rồi. Tôi nghĩ phép lạ này chỉ xảy ra cho các vị thánh. Donna Caterina gật đầu, thầy chắc chắn là một vị thánh. Chúng tôi đến đây để xin thầy cầu cùng Chúa ban cho tôi sức khỏe. Bà có nghĩ rằng thầy sẽ nghe lời chúng ta kêu cầu không? Bà già mỉm cười, tôi biết rõ thầy Martino lắm. Thầy không hề ngoảnh mặt với ai khi người đó xin thầy. Donna Caterina phải mất cả giờ mới có thể chen vào nhà thờ. Bà thấy một cảnh tượng chưa từng thấy bao giờ trong đời bà làm bà không thể quên được. Mọi người thuộc đủ màu da, tiếng nói quy tụ lại trên những lối đi để tỏ lòng ngưỡng mộ và biết ơn thầy trợ sĩ da đen. Trái tim bà đập mạnh. Người người lại đẩy bà tới gần nơi đặt xác thầy Martino.
Có thực thầy Martino chẳng bao giờ chối lời ai kêu cầu như lời bà già nghèo đã nói không? Bà Donna Caterina kêu lên, lạy Chúa, xin cho con đức tin. Hơn bao giờ hết, hãy để thầy Martino được vinh danh bằng việc thầy tỏ mình ra cho con. Cậu bé Francis mở to đôi mắt nhìn xác thầy Martino, nằm cách bình yên trong ánh sáng của hai cây nến cao. Đây là lần đầu tiên cậu thấy người chết. Trong khi đó thì đám người lớn thi nhau đến gần để xem thầy rõ hơn. Cậu Francis thì thầm, thầy Martino ơi, con không sợ thầy. Thầy sẽ làm gì? Thầy sẽ làm cho tay mẹ con khỏe lại chứ? Cuối cùng, đến lượt Donna Catherine quỳ gối bên cạnh xác thầy Martino. Donna Jacoba và Francis cũng quỳ nữa. Họ hôn tay thầy Martino và cầu xin thầy làm một phép lạ trước khi thầy được chôn táng. Donna Jacoba bảo bà, tại sao bà không cầm lấy tay thầy để đụng vào cánh tay bất toại của bà? Chính đôi bàn tay này đã chúc phúc kẻ đau ốm và phân phát thức ăn cho người nghèo. Rồi bà đứng lên. Bà nói thầm, chúng ta hãy đi ra lối cạnh. Francis, chúng ta không thể làm kẹt đường những người khác. Họ muốn tới để cầu nguyện một chút. Thế rồi Donna Catherine, bà Donna Jacoba và Francis cùng đi ra lối cạnh nhà thờ. Khi qua khỏi đám đông, họ nghe thấy tiếng khóc nức nở. Quay mặt lại, họ thấy một người đàn bà da đen đội khăn đen trên đầu. Bà đứng cạnh tường với vài người bạn. Họ đang yên ủi bà. Một giọng thì thào đằng sau, tội nghiệp. Đó là bà Jenze Porres, em gái của thầy Martino. Tôi nghĩ bà ấy đau khổ lắm. Francis nhìn người đàn bà đang khóc một lúc. Rồi cậu nắm lấy tay mẹ hỏi, thầy Martino đã chữa mẹ chưa? Có phải thầy đã làm cho tay mẹ hết bệnh rồi phải không? Bà Donna Jacoba, suýt cậu. Vài người ở đó quay lại mỉm cười với cậu bé hiếu động này. Bà thì thầm, chúng ta sẽ thấy ngay bây giờ. Đấy, Caterina, hãy đưa tôi xem nào. Donna Caterina không nói một lời. Không cần phải xắn tay áo lên lần thứ hai. Nhưng bà đã biết cánh tay bà đã hoàn toàn khỏe lại. Bây giờ bà cảm thấy máu đang chảy trong các thớ thịt và các ngón tay mà 12 năm nay mất hết cảm giác. Bà cảm thấy sức mạnh trong các bắp thịt, sức mạnh trong bàn tay đã chết cứng lâu nay. Với giọng trầm trầm, bà nói rằng bà cảm thấy như có sức mạnh nào đó nơi bà. Thầy ấy đã nghe lời cầu xin của tôi. Thầy Martino đã nghe tôi, y như thầy đã nghe lời cầu của mọi người khác đang trong cơn khổ khó. Bà Donna Jacoba xắn tay áo của bà Catherine lên. Cánh tay khô héo chết cứng đã khỏe lại. Bà kêu lên, chúc tụng Chúa và bà quỳ xuống. Lúc đó, bà và Catherine bật khóc. Những giọt nước mắt vui mừng. Cậu bé 9 tuổi Francis không hiểu gì. Cậu kêu lên, đừng khóc mẹ ơi. Đừng khóc bà Donna Jacoba. Nhưng Donna Catherine nói thầm với cậu, mẹ sung sướng quá con ạ. Thầy Martino đã nghe lời mẹ cầu xin. Cánh tay mẹ đã được khỏi. Suốt nhiều giờ đồng hồ, người ta vẫn tiếp tục đi từng nhóm rất đông. Họ ngạc nhiên với mùi thơm ngọt ngào lạ lùng tỏa ra trong không khí và về phép lạ đã xảy đến với bà Donna Catherine Gonzalez. Cuối cùng,
cha bề trên nói rằng cuộc an táng đã hoãn lại đủ và bây giờ sẽ được cử hành. Bốn thầy trợ sĩ chịu trách nhiệm khiêng thi hài thầy Martino tới huyệt đã xây dưới phòng hội. Đây là nơi đặc biệt dành cho các linh mục của tu viện Thánh Đa Minh. Cha bề trên nói, khi còn sống, thầy Martino của chúng ta chỉ xin là người giúp việc. Nhưng khi qua đời, thầy phải được tôn vinh. Thầy đã đem lại vinh quang cho đất nước Peru, cho thành phố Lima, giống như La Rosita, như Đức Tổng Giám mục Thánh Thiện Turibius và các nhà truyền giáo Thánh Thiện khác như cha Francis Solana đã làm. Một ngày kia, tiểu sử của thầy sẽ được mọi người biết tới. Họ sẽ gọi thầy là người bạn của họ. Khi bốn thầy trợ sĩ tới khiêng thi hài thầy vào tu viện để chôn táng, lập tức có bốn người đàn ông nài nỉ xin được vinh dự khiêng thầy đi. Đó là Đức Giám mục Mexico, vị đã từng muốn đem thầy Martino về ở với mình tại tòa giám mục. Người thứ hai là đại diện Hoàng gia Tây Ban Nha Viceroy, ông John Luis Fernandez de Bobadilla. Người thứ ba là John Pedro Eze Ortega, một người rất thánh thiện cũng là vị giám mục tương lai của Casco. Và người thứ bốn là John Juan de Penafiel, thẩm phán của tòa án hoàng gia. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự kiện bốn nhân vật quan trọng lại ước ao được khiêng thi hài của thầy Martino, được mai táng một người da đen nghèo nàn. Cha bề trên quá đỗi ngạc nhiên, thưa quý ngài, thực sự không cần quý ngài khiêng thi hài thầy Martino. Chúng tôi đã xếp bốn thầy trợ sĩ làm việc này rồi. Đức Tổng Giám mục Mexico nói, thưa cha bề trên, chúng tôi nghĩ đó là một vinh dự để được làm chút gì gọi là đóng góp vào việc phục vụ cho thầy Martino, người bạn rất tốt của chúng tôi. Nghe thế, cha bề trên không thể nói gì được nữa. Ngài gật đầu đồng ý và cuộc rước được bắt đầu. Đó là ngày 5 tháng 11 năm 1639. 45 năm trước, một cậu bé da đen đã đến tu viện Thánh Đa Minh để dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa. Cậu thuộc về dòng giống bị nhiều người khinh miệt. Nhưng chỉ vì lòng yêu mến Chúa mãnh liệt và muốn cứu các linh hồn, mà hôm nay cậu đã trở thành một trong các vị anh hùng của thành phố này. Cha bề trên thì thầm, thầy đang ở giữa hàng ngũ các anh hùng trên thiên đàng. Khi theo đoàn rước, cha nghĩ thầy Martino luôn sống trong tâm hồn các người công giáo. Thân xác thầy ở trong mồ, nhưng linh hồn thầy ở trên trời. Một linh hồn sáng ngời rất đáng yêu mến qua từng thế hệ. Thầy sẽ không bao giờ từ chối những người cầu xin thầy cứu giúp. Bốn người khiêng thi hài chậm chậm bước ra khỏi nhà thờ. Khi cánh cửa của tu viện mở ra, đám đông tràn vào để xem người bạn yêu quý lần chót. Mặc dù đây là khu vực cấm phụ nữ bước vào nhưng lúc này làm sao ngăn cản họ được. Tình yêu vĩ đại của họ đối với thầy Martino đã vượt trên tất cả. Rồi đoàn rước yên lặng di chuyển ra vườn. Sau những hàng cột đá màu vàng màu xanh của khu vực cấm, có bồn phun nước và bồn hoa rực rỡ mà thầy Martino rất yêu thích. Rồi vào trong tu viện. Đám rước vẫn còn đứng chật cứng sau quan tài. Khi họ tới phòng hội, mắt họ đều ngước lên tường, nhìn bức tượng thánh giá đã nhiều lần đàm thoại với thầy Martino. Nhiều năm qua, đêm đêm, khi mọi người đã yên giấc, thầy trợ sĩ da đen này đã cầu nguyện trong phòng. Cũng tại đây Chúa đã nâng thầy lên tới vết thương ở cạnh sườn Chúa. Ở đây thầy đã nói với Chúa về các đau khổ của các bạn hữu và về tình yêu của thầy đối với Chúa. Bây giờ, thầy đã sẵn sàng để được chôn vùi dưới lòng đất.
giọng một người đàn bà nức nở, thầy Martino. Xin đừng quên chúng tôi. Xin giúp chúng tôi cũng được vào thiên đàng. Từ tháp chuông nhà thờ Thánh Đa Minh vang lên tiếng chuông sầu tang tóc. Cả thành phố Lima sầu muộn. Nhưng trong tâm hồn những người đang hiện diện trong nhà thờ Thánh Đa Minh và tu viện đều hân hoan phấn khởi. Họ đến đây chào vĩnh biệt thầy lần cuối. Trong thâm tâm mọi người đều nghĩ rằng chúng ta được thêm một vị thánh.